Rồi, chào anh chị các bạn trở lại với channel Hồng Xe Hơi. Nhân lúc mà chuẩn bị bàn giao một chiếc đang cưỡi cái AT thì bên em cũng quay luôn một xe. Đây là xe đang cưỡi cái AT một cầu số tự động, hiện nay lăn bánh đâu đó vào khoảng hơn 700 triệu nhé. Cụ thể là khoảng 730 triệu chưa bao gồm khuyến mại, và các bác lăn bánh ở Bắc Ninh. Trong tháng 3 này thì thật sự là giá còn tốt hơn tháng 2. Bọn em nó khuyến mại khá tiền mặt và phụ kiện. Thời điểm này thì do quy định về chào giá nên là bên em cũng rất khó để trao đổi là trực tiếp qua video. Anh chị có nhu cầu thiện chí mua xe thì vui lòng liên hệ trực tiếp, bên em sẽ gửi báo giá nhé. Cái này là do quy định thôi, rất mong chị thông cảm. Bản này bên em do nhu cầu khách hàng nên là trang bị sẵn luôn các phụ kiện kèm theo như là nắp thùng cao này. Đó, chúng ta để thấy. Hiện nay thì vì chúng ta cũng biết là đăng kiểm làm cũng rất là mất thời gian và quy định chặt chẽ hơn. Thế nên là việc độ ở ngoài cũng hạn chế rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có đầy đủ những cái phụ kiện như là cái kính trải sàn, cam hành trình. Xe này hiện nay đang niêm yết là 668 triệu. Đó. Đây bên cạnh mình đây là một bản XLS 2 cầu, gần như là các bác đây xem là gần như không khác gì, chỉ là hơn nhau về cấu hình thôi. Bản 2 cầu này thì có giá dao động vào khoảng hơn 700. Lăn bánh thời điểm này đâu đó chắc khoảng 800 thôi ở tỉnh địa phương. Thật sự rất hợp lý ạ. Màu trắng này thì hiện nay là bên em sẽ ký chờ. Xe sẵn giao ngay thì tùy thuộc vào các màu. Giá xe cũng phải thay đổi theo cái lượng xe còn lại. Nên là trong tháng 3 này ưu đãi thì đang rất là tốt. Mình có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em. Lãi suất trả góp hiện nay thì chúng ta sẽ có đâu đó vào khoảng 3 đến 4 lựa chọn trả góp. Ví dụ như là các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam hay là ngân hàng của Hàn Quốc như Uri Sihan. Một gói rất hợp lý là cố định 5 năm lãi suất. Dao động đâu đó vào khoảng 10,4%. Trong đó là 6 tháng đầu các bác được ưu đãi là 9%, giống với thời điểm 2018-2017 khá rồi. Tuy nhiên thì nó yêu cầu hồ sơ tài chính khá là tốt. Nếu mà anh chị khó chứng minh tài chính hơn một chút như là làm tự do hay là nguồn thu không cố định thì mình có thể tham khảo các ngân hàng ngân mạng cổ phần, lãi suất nó nhỉnh hơn một chút thôi. Rồi, bản nó gửi cái AT này thì bên em thật sự là quay rất nhiều rồi. Đây là bản bán chạy nhất nên là mình có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua bên em nhé. Các bạn kỹ thuật viên thì đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng nên là em cũng không quay trực tiếp trong nội thất xe, mình vui lòng tham khảo trong các video sau. Rồi, đang gửi cái AT màu trắng, hiện nay lăn bánh đâu đó vào khoảng hơn 700 một chút thôi, rất hợp lý ạ. Tặng kèm full phụ kiện nhé.